Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay này sang thăm em Kiên Đồng Nát đây các bạn ạ. Kiên đang lái đây. Mình quay qua cái công trình phía ngoài này cho các bác nhá. Thì hôm nay thì em Kiên em ấy đang đi san đất và móng nhà và ở đằng phía cái đằng trước ở đằng đấy là cái vườn quá cả, thì bạn em ấy san để cho người ta nâng cái vườn này lên đó. Cái móng nhà thì ở đằng này các bác nhá, nó toàn bộ đất thì mình dồn ra phía đằng sau và nâng cái vườn này lên để cho nó cao tương đương với lại cái nhà ấy các bác đó. Thì cái đất vào cái móng kia đó là cái móng cốc, thì hôm trước thì có xe chở vào đó. Bây giờ em mới san cái này để lấy cái mặt bằng này, sau đó là rút máy. Thì cái móng này hôm nay cũng xong rồi. Thì hôm trước thì em có quay cái video mà đào cái móng móng cốc của em ấy thì là nó cũng xong rồi. Thì lát nữa thì em sẽ lại sang để em chuyển máy đi làm ở một cái công trình mới đó. Qua làm đâu mà phải đục? Làm ở cái móng anh ấy đỉnh Đông Đỏ à? Nhìn móng nhà nhìn tươi vời thế nhỉ? Nó làm một cái tầng âm ở dưới đây nữa thì nó mới phải đào thế. Có đế xong nha, lên khoảng độ 50 phân là có rằng khóa chân luôn. Xong là lên khoảng độ hơn 1 mét lại có tiếp rằng tiếp. Nó nhiều như thế cơ mà. Ăn thua gì đây là giang nhà khung cứng chạy từ tít dưới vách núi lên. Cái cầu hôm nay thì cái đất này rất là dính anh em ạ. Bây giờ chắc nó phải dính 50 cân đất ở đây. Cái bờ tường ở phía ngoài kia là mới người ta mới xây các nhá. Thử gạt xem có đổ không Kiên? Thôi. Thôi. Em bố em không làm tự xây. Toàn có cấp công ty trên này làm toàn quen được các chú tự xây nhưng mà gạt cái đất ở đáy cầu đi Kiên, gạt cái bên này này thì nó dày như thế này nó dính như các bác đấy, nó người này thì nó bằng thì mình gạt nó sẽ nhanh. Thì có cái cục đất kia thì nó hay bị nhô lên đấy các bác, nó nhô ra rất là khó làm đó. Đây là, thấy có máy cây quá làm mịn đấy, vài lần làm nhung nhá nhung nhem mà. Có máy quay mình đứng trước ống kính mình để sao đây ấy, con A50-2 của mình nó cũng là như cái máy này, nó cũng có cabin như này các bác này. Thì hôm trước thì mình có gặp cái chủ máy cũ của cái máy của mình ấy, thì là người ta bảo là đi nó bị trồ vào cái cây, cái cổng làng ấy, cái cây ấy, và nó bị méo một cái cabin. Cho nên là người ta mua cái cabin cứng như vậy, người ta để vào đây. Người ta lắp vào, thì mình làm thì nói chung là làm nó nhỏ mãi rồi, cũng quen rồi cho nên là cũng không ngại lắm. Đó. Hôm qua anh mới ngồi anh phân tích, Kiên ạ. Cái điều hòa điện với cái điều hòa ấy, điều hòa lốc ấy. Bây giờ điều hòa điện vẫn hơn. Bây giờ nó đắt hơn bao nhiêu nhỉ? Đắt hơn gấp đôi à? Gọi là gấp đôi nhá. Thì con đấy thì nhân độ bền của nó thì... Đâu, độ bền thì không nói đi. Bây giờ nhá, nếu như mà làm động cơ, lắp vào động cơ thì nó sẽ yếu đi. Có một tiếng nó sẽ ăn thêm khoảng độ 5 nửa lít dầu nữa phải không? Cứ tính cho 1 lít, gần 1 lít đi. Em tính rồi, cái tiền ăn thêm dầu với cái tiền... Tiền hai động cơ phải không? Hay phải thay bình ấy, là nó ngang nhau. Đấy, mà đấy. Bây giờ nhá, một... Thì là nó được lợi hơn, là nó sẽ mát hơn và nó sẽ không bị hại động cơ. Đấy, mà bây giờ mình làm đến mà 1 năm, 1 tháng là nó tiết kiệm đi được khoảng độ... Cứ tính cho là một ngày là tiết kiệm được 10 lít dầu, 5 lít dầu. Đó, thì là được 1 tiếng được 300 nghìn thôi. Thì một ngày, nói chung là điện vẫn hơn đấy. Nói chung là... Cái thằng làm điện nó bảo là cái bình nó không hỏng, nó chỉ hỏng cái củ phát thôi. Nó hay hỏng thằng củ phát, củ phát nó kéo lặng hơn. Đấy, thì nó hay hỏng cái đấy, còn cái bình nó không hỏng. Bình ví dụ tuổi thọ được 35 thì giờ mình dùng điều hòa điện nó được khoảng tầm 5.5-2 năm. Đấy. Thì cái đấy thì nó về lâu dài, xong là nó phải còn hỏng hai động cơ đấy chứ, nóng máy đấy chứ. Đó. Anh bảo củ phát thì một năm thì em cứ gọi cho lặp thay một lần, đeo. Đấy, cứ tính như thế, còn nó được lâu hơn thì mình đấy. Thì mình nhận. Cái đổ ra đây này thì mạnh rất à? Thì đám móng thì nó lên được vừa rồi. Đám móng. Ít thì đắp mang
Rồi thì cứ để lại, sao đâu. Đó, bắt đầu mặt bằng nó dần hình thành rồi các bác nhá. À, đào cái móng vào cái chỗ cạnh cái nhà này. Để chắc là xây bờ để chắn cái đất để cho nó khỏi ngấm vào cái nhà bên cạnh, nước đấy nó khỏi ngấm vào nhà bên cạnh này các bác. Đó. Cái này thì máy cần kỹ thuật cho nên là mình đứng ở cái góc nào thì mình chỉnh cái cần sang góc đó thì đào nó rất là dễ các bác nhá. Với lại nó có cái tường nên nó tì vào cũng không ấy lắm. Ê! Bác đi nhanh vào. Đào giống so với cái mặt này có khoảng tầm 60 phân thôi mà. Đầu tiên tưởng đào tận đáy. Thế sao không xây trước đi nhỉ? Hôm nào có đống đất à? Hôm đào móng quăng đống đất lù lù đây, cái bờ đằng sau kia là đào tay ấy. Ừ. Nó ít thì đào tay. Hôm nay đều gọi đất cứng rồi đấy. Hôm rồi em ra đào em bảo không đào. Bây giờ mình sẽ xuống mình đi quay cái móng cho các bác ra. Thì em kia này mới làm nốt cái công trình này. Thôi ấy xong rồi làm nhá, anh đi về luôn đó. Anh sang kia anh thay cái gạch nhá. Đấy, như cái chỗ này là sau này sẽ lấp hết đất vào các bác nhá. Đấy, đây là cái móng cốc. Cái móng này thì là nó âm ở dưới khoảng hơn 2 mét các bác nhá. Nó rất là sâu ở phía dưới. Cái này xong bắt đầu lên như này bắt đầu người ta mới chạy dầm khóa. Chạy dầm khóa đổ sàn có đây, nhưng mà cái mình nghĩ là cái này vẫn phải có dầm. Đó, tất cả cái chỗ này là 1 2 3. 1 2 3 này, 1 2 3 4. 4 là 3 4 12 12 cốc các bác nhá. Cái móng này đấy, toàn bộ mặt bằng là nó bằng ra đây. Đó. Cái đường đi vào đây nó rất là bé, anh em nhìn không thấy đâu, nó có một cái cửa ở đây nó chỉ khoảng độ 2 mét thôi, cho nên là không có xe to đi vào. Đó. Thôi cái video này mình xin kết thúc ở đây các bác nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau thôi. Đó. Video sau thì mình đi sang cái máy của mình thì mình sẽ làm cái khác. Làm một cái video ở bên máy của mình. Ok, thôi chào tất cả anh em nhé.